Hello, xin chào thầy các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2021. Và bây giờ thì cũng khá là muộn rồi các bạn nhé. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì bên mình cũng về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thôi các bạn. Thì là mai cũng là mùng 1 của tháng 12, cuối năm âm lịch rồi. Thì là chúc bạn là một tháng mới coi như là công việc thì luôn luôn thuận lợi. Và tháng cuối năm thì các bạn làm ra thật nhiều tiền và ủng hộ thật nhiều mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ bên mình các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này là con Samsung Z7 Plus. Z7 Plus con này là bản công ty, 2 sim 2 sóng, cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con Z7 cộng này là 32GB đấy. Này, bản công ty 2 sim 2 sóng này. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Đấy, con này thì là màn hình của nó 5,5 inch, cực kỳ là bự. Con này thì là khách đã thay màn OLED loại xịn một lần rồi các bạn nhé. Đây, con này thì khách cũng đã bảo với mình là thay màn OLED loại xịn một lần rồi. Thì ngoại hình con này còn 90/90%, ngoại hình con này khá là đẹp luôn. Z7 Plus thì nó được cái hỗ trợ là hai camera này. Con này dùng cực kỳ là sướng các bạn nhé. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn giá là 1.450.000 các bạn nhé. 1.450.000 đồng. Đấy. Z7 Plus 1.450.000, ngoại hình thì con này có 90/90%, máy khá đẹp các bạn nhé. Chỉ khách mỗi thách thay màn OLED một lần các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Plus này các bạn nhé, hàng được sớm nhất nhá. 1.450.000 rất là rẻ các bạn nhé. 1.450.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Plus này các bạn đặt hàng cho mình là một qua Zalo 0966221789 đây ạ. 966 này 221789 đấy ạ. Số 1 cho mình đấy các bạn nhá. Thì các bạn gọi số 1 không được, các bạn phải liên hệ số 2 giúp mình. Đây 0833221789. Và giờ làm việc bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối các bạn nhá. Đấy. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi thì các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ đủ 100%, thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, thì các hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc trước cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Một là cọc thẻ Viettel này, Momo này, chuyển khoản tài khoản rất là ok nhé các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về con này, con Samsung Z7 Bride. Z7 Bride thì ngoại hình con này còn 90/90%, con này thì máy cực kỳ là đẹp nhé. Z7 Bride màu xám này, màu này cực kỳ là hiếm. Con này thì là màn hình của nó cũng là 5,5 inch, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn giá là 1.600.000 nhé. Đấy, 1.600.000 con Z7 Bride này các bạn nhé. Màu xám, xanh xám này rất là đẹp nhé. Z7 Bride 1.600.000 cho các bạn nhé. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân cực kỳ tuyệt vời. Hoặc là các bạn học sinh dùng con này rất là bền nhé. Đấy, Z7 Bride này 1.600.000 cho các bạn nhé. Đây, và đây là tiếp theo hôm nay lại về con này là con Mi này. Con này là con Mi Towing. À con Mi này thì là mai. Con Mi này thì sorry các bạn nhé, phải mai mình mới bán được nhá. Thì nó cầm mai mới hết hạn, khách cầm. Đây, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về là con này là con Samsung Đây ạ, con Oppo A31 các bạn nhé. Mình chuyển ngôn ngữ cho các bạn dễ hiểu. Đấy. Kiểu mình vừa CCZ lại còn Oppo A31. A31 con này thì là màn hình của nó là 6,5 inch. Pin con này rất là trâu bò. A31 mình sẽ pin các bạn nhé. A31 này. Thì lâu mình review con này đâm là mình lại quên cái thông số đó. Đây. Mình sẽ xem A31 cho các bạn luôn. Đấy, A31 thì là màn hình 6,5 inch. Đấy, màn hình con này là màn hình 6A31 là 6,5 inch này. Đấy. Con này thì là màn hình của nó là tràn viền 6,5 inch. Độ phân giải màn hình con này của nó là gì nhỉ? Con này là HD cộng các bạn nhé. RAM con này là RAM 4GB này, bộ nhớ trong là 128GB. Con A31 này đây. Thì ngoại hình con này nom rất là ok luôn. Ngoại hình con này còn 90/90%. 3 camera, 1 đèn flash, pin con này pin hơn 4000 nhé, vân tay nhé. Các kiểu đã điểu. Con A31 này thì bên mình đang bán với mọi giá là 2.700.000 nhá. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2.700.000. Đấy. Con Oppo A31 này mình sẽ xả cho bạn với giá là 2.700.000.
RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Ngoại hình con này còn 90/90% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A31 này, các bạn nhà hàng mình được sớm nhất nhá. Đây, rất là đẹp nhá. Các bạn mua Oppo dùng cực kỳ là cũng sướng, nói chung là được cái pin bền, đời mới nó thiết kế đẹp thôi. Đó. Đây. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được lô này là lô Samsung S8 nhé. S8 thì hôm nay nhà mình về được gì nhỉ? Đây. S8 thì hôm nay nhà mình về được hai cây màu đen. S8 của nhà mình này là bản Hàn, hai SIM hai sóng. Đây. Hai cây này của nhà mình đều là bản Hàn, hai SIM hai sóng. Cấu hình con S8 này là phiên bản của nó là RAM 4GB. Đó, RAM con này là RAM 4GB này. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Con S8 này thì là màn hình của nó là màn hình cong các bạn nhé, màn hình cong. Độ phân giải màn hình của nó là 2K, độ rộng màn hình của nó là 5,8 inch các bạn nhé. Nói chung là 2K, màn hình 2K các bạn xem phim 4K hoặc là các bạn xem phim 8K cực kỳ tuyệt vời. 2K thì màn hình nó cực kỳ được sắc nét nhé, rất là đẹp luôn. Con S8 này thì là màn hình của nó 5,8 inch, nó nhỏ gọn, cầm rất là thích luôn. Ngoại hình thì có S8 nhà mình còn 90/90% nhé. Hôm nay nhà mình về được hai con đen bóng này. Đấy, S8 nhỏ này. Màn hình con này thì là màn hình đẹp keng nhé, không ám mồ hay không lưu ảnh gì. Con S8 đẹp keng này thì mình bên mình đang bán với giá là 3.600.000 nhá. Con này thì bên mình đang bán với giá là 3.600.000 luôn. S8 nhỏ nhá. 3.600.000 các bạn nhá, bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Và con này thế cũng màn hình đẹp keng nhá. Đây, màn hình con này cũng là đẹp keng. Không ám mồ hay không lưu ảnh gì. Con này thì mình cũng bán với giá là 3.600.000 các bạn nhá. Đây, con S8 nhỏ này 3.600.000 nhá. Hai con S8 này 3.600.000 nhá. Đây, màu xám thì là rẻ hơn một chút nhá. Đây. Nhà mình thì còn về được hai chiếc màu xám này. Đây. Màu xám này thì màn hình cũng là đẹp nhá, màn hình đẹp keng nhá, không ám mồ hay không lưu ảnh gì. Đây. Bọn này thì là bọn màu xám này mình sẽ bán với giá là 3.500.000 nhá. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Đấy. Đây, bản Hàn 2 SIM 2 sóng, màn hình toàn màn hình đẹp nhá. Không ám mồ hay không lưu ảnh gì luôn. Đấy. Đấy, S8 đấy. Nói chung các bạn mua S8 các bạn dùng cực kỳ là sướng, tại vì loa ở trong nó nghe to và nghe sướng lắm. S8 này thì bên mình đang bán với giá là 3.500.000, hai con màu xám này. Mình sẽ bán với giá là 3.500.000 nhá. Màu đen bóng thì nhìn nó đẹp hơn. Nhiều người thích màu đen bóng này, rất là đẹp. Đây. Tùy thì các bạn màu thôi. Tất cả là màn hình đẹp nhá, không ám mồ hay không lưu ảnh gì. Mình bán đồng giá cho bạn với giá là 3.500.000 nhá. Rất là rẻ rẻ như giá màn hình luôn. Đây. Đây. Con này thì phải đến mai, con này thì là khách cắm mai. Đây. Đốm thì nhà mình có một con này. Đây. Đốm thì nhà mình có một con này. Đây. Đây. Đốm nhà mình nay về là một con S8 đốm này. Đấy, S8 đốm nhìn ở dưới rất là xinh. Đấy. Ngoại hình con này 90/90%. Nó chỉ đốm nhỏ nhỏ góc này nhá, đốm bé một tí xíu góc này thôi. Đốm này thì các bạn dùng nó sẽ không bị loang ra đâu nhá, nên các bạn yên tâm nhá. Con này thì bên mình sẽ bán cho mọi giá là 2.700.000 nhá. Con S8 này thì mình sẽ bán cho mọi giá là 2.700.000. Đây, 2.700.000 đây. Này, đốm một tí đây thôi các bạn nhá. 2.700.000 con bản S8 này nhá các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 nhỏ này các bạn nhá, hàng này sớm nhất nhá. Đốm một góc đây là 2.700.000 cho các bạn nhá. S8. Nói chung S8 dùng bạn dùng rất là phê luôn. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được hai cây lót 8 này. Đây này. Hai cây lót 8. Lót 8 thì mình sẽ nói sơ cua qua từng con một. Đây, con màu gold, ngoại hình con này còn 90/90%. Con lót 8 gold này thì là màn hình của nó là màn hình của nó là tràn viền. Màn hình cong tràn viền, độ phân giải của nó là 2K, màn hình rộng của nó là màn hình rộng 6,3 inch các bạn nhé. RAM con này là RAM 6GB. Đấy, Note 8 đi được cái là RAM 6GB. Bộ nhớ trong Note 8 đi là 64GB. Đấy. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Con này thì là màn hình bên mình màn hình đẹp keng nhé, không ám mồ hay không lưu ảnh gì. Con này thì bên mình đang bán nhận giá là 4.500.000 nhé. Con Note 8 màu gold này 4.500.000 cho các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm, nói chung là Note 8 mà giá dưới 4 triệu đồng mà màn hình đẹp thì mình khẳng định ở thời điểm này không bao giờ có màn hình đẹp luôn. Chỉ có màn hình ám hoặc là ám nhẹ một chút thôi. Lúc nào mà riêng màn hình đẹp thì lúc nào phải trên 4 triệu nhá. 4.500.000 màu gold đấy các bạn nhá. Ngoại hình thì còn 90/90%. Kéo lại cái màn hình nó là đẹp keng luôn. Đấy. Và con này là màu đen. Con này là bản Hàn nhá. Con này là bản Hàn 2 SIM 2 sóng nhá. Và con này là con màu đen, con này thì là bản của Việt Nam. Đấy.
Đây lót 8 con này là bản Việt Nam, con này cũng là bản 2 sim 2 sóng. Lót 8 mặc định Việt Nam thì 2 sim 2 sóng rồi. Ngoại hình con này cũng còn 90/90%. Con này thì là màn hình của nó cũng đẹp keng nhé, không ám bố, không lưu ảnh gì. Nói chung là bản Hàn với bản Việt thì như nhau thôi. Cũng là RAM 6GB. Bộ nhớ trong mình sẽ xem bộ nhớ trong là bao nhiêu GB cho các bạn nhé. Đấy. Bộ nhớ trong cũng là 64GB này. Đấy. Đấy. Con này thì mình cũng bán cho các bạn giá đồng giá là 4.500.000 nhé. Con lót 8 này là 4.500.000 cho các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này các bạn hãy mua sớm nhất nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗi đổi một tuần và bảo hành 6 tháng nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Đấy, và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhá.